Đây là thời điểm có rất nhiều giải chạy bộ trong năm. Mình nhận được rất nhiều câu hỏi từ các anh em là em cần chuẩn bị bao nhiêu gói gel khi chuẩn bị chạy 21 km. Trong video ngày hôm nay, Linh sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu chúng ta cần nạp vào cơ thể chúng ta bao nhiêu gói gel để có được cái nguồn năng lượng tốt nhất để giúp mình đạt được cái thành tích tốt nhất trong giải chạy sắp tới. Cơ thể chúng ta sẽ sử dụng hai cái nguồn năng lượng chính là cáp và chất béo trong quá trình vận động. Điều đầu tiên mình sẽ đi với anh em bắt đầu bằng cái hình ở đây. Cái hình ở đây nó thể hiện ở có hai trục. Trục thứ nhất là nguồn năng lượng chúng ta tiêu thụ trong quá trình chạy bộ được tính theo là phần trăm. Trục ngang bên dưới là cường độ vận động của chúng ta tăng dần từ trái sang phải. Và trong quá trình chạy của chúng ta thì chúng ta sẽ tiêu thụ hai cái nguồn năng lượng. Cái đường màu xanh đây là cáp hay là carbon hydrate đấy. Đường màu đỏ đây là fat hay là chất béo. Cơ thể chúng ta sẽ sử dụng hai cái nguồn năng lượng chính là cáp và chất béo trong quá trình vận động. Khi chúng ta nhìn vào đồ thị, chúng ta thấy là nếu bạn vận động càng nhanh thì nguồn năng lượng chủ yếu sẽ đến từ cáp sẽ tăng lên. Ví dụ như là khi bạn vận động mức rất là nhẹ, chỉ khoảng 10-50% cái lượng vận động. Ví dụ như là Linh đang ngồi nói chuyện anh em đây thì mức vận động chắc chỉ cỡ 5-10% mức V2 max. Thì khi đó mình chỉ tiêu thụ đâu đó khoảng 15% nguồn năng lượng đến từ cáp hay là anh em gọi là đường ấy. Nhưng khi chúng ta vận động tăng lên mức tối đa phần trăm của 100% V2 max thì 100% năng lượng của chúng ta có thể đến từ cáp. Và tương tự thì chất béo nó sẽ giảm dần khi chúng ta vận động càng mạnh. Thì chất béo, cái tỷ lệ năng lượng lấy từ chất béo sẽ giảm dần. Vậy thì đây là chúng ta dựa theo phần trăm của max. Đây là max, đây được hiểu là VO2 max. VO2 max tức là ngưỡng bạn có khả năng vận động trong 11 phút tức là trung bình ra thì bạn có khả năng vận động đâu đó tối đa 10-12 phút. Thì đấy là ngưỡng VO2 max của bạn, chính là ngưỡng tốc độ VO2 max của bạn. Vậy thì đối với tốc độ marathon hay tốc độ bán marathon thì chúng ta chạy ở ngưỡng nào? Với tốc độ bán marathon thì theo tiến sĩ Jack Daniel thì chúng ta sẽ chạy với khả năng khoảng đâu đó từ 86-88% VO2 max. Và với tốc độ marathon thì chúng ta chạy đâu đó khoảng 83-86% VO2 max. Nếu khi anh em đối chiếu vào cái hình này 83-80 tí, đây là 90 này, giữa vạch xanh, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nguồn năng lượng chúng ta sẽ tăng dần đâu đó từ cáp sẽ chiếm khoảng từ 75-85%. Từ cái độ quãng này đến quãng này, chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta chạy từ tốc độ marathon đến tốc độ half marathon thì chúng ta sẽ tiêu thụ khoảng từ 75-85% là nguồn năng lượng chúng ta đến từ cáp. Còn nguồn năng lượng chúng ta từ chất béo thì các bạn yên tâm, cơ thể chúng ta rất là dồi dào, do đó không lo vấn đề là chất béo trong quá trình chạy. Nhưng mà nguồn năng lượng của chúng ta sẽ bị mất, bị thiếu hụt, bị hết năng lượng trong quá trình chạy, đấy là chính là cáp. Vậy thì chúng ta sẽ có nhớ một con số là nếu chạy càng nhanh chúng ta đốt càng nhiều cáp. Vậy thì chúng ta khi nào chúng ta sẽ bị cạn kiệt năng lượng? Khi chúng ta tiêu thụ lớn hơn cái mức cơ thể có khả năng lưu trữ mà bạn không nạp vào thì nó sẽ bị hết năng lượng. Mình có sang một cái bảng tổng hợp ở đây cho các bạn ở các cự ly khác nhau. Ví dụ là mình sẽ tính cho các bạn cự ly 21 km trước. Một cái bảng là chúng ta sẽ tiêu thụ khoảng bao nhiêu calo. Lượng tiêu thụ calo của bạn nó sẽ phụ thuộc vào trọng lượng của bạn và tốc độ chạy của bạn. Đây là con số tương đối điển hình. Mình sẽ lấy ra thì có một công thức tương đối điển hình. Nếu bạn chạy từ tốc độ marathon đến tốc độ bán marathon thì bạn đâu đó bạn tiêu thụ khoảng 1 kilocalo trên 1 kg trọng lượng cơ thể trên 1 km. Tức là nếu bạn chạy nặng 40 kg thì bạn nhân 21 km lên là bạn ra được lượng calo bạn tiêu thụ. Tương tự như vậy, nếu bạn là nặng 60 kg thì bạn tiêu thụ đâu đó khoảng 1260 calo khi bạn chạy hết 21 km ở tốc độ bán marathon của bạn. Và chúng ta tiêu thụ mình sẽ lấy con số tối thiểu, nếu là mức ít nhất là chúng ta tiêu thụ đâu đó khoảng 75% calo đến từ cáp. Tại sao mình không lấy con số tối đa 85? Nếu mà tối đa 85 thì chúng ta thường sẽ phải nạp nhiều hơn. Tuy nhiên thì rằng cái việc chúng ta có khả năng đẩy lên mức rất cao này thì mình nghĩ rằng là thường xảy ra các vận động viên chuyên nghiệp hơn. Đối với các vận động viên như chúng ta phong trào thì rất khó khả năng đẩy lên. Nhưng tuy nhiên nếu bạn muốn tính an toàn, bạn hoàn toàn thể đẩy con số này lên, tức là đẩy cái lượng calo tiêu thụ của bạn lên. Một cách khác là bạn có thể dùng cái số thống kê của bạn đã có ở một cuộc race ở trong quá khứ để bạn biết là bạn tiêu thụ bao nhiêu calo. Ví dụ là bạn sẽ xem lại lịch sử một giải chạy 21 km của bạn, bạn đã tiêu thụ bao nhiêu calo thì bạn có thể lấy con số đó để làm con số ước lượng là lượng calo bạn sẽ tiêu thụ. Sau đó thì bạn sẽ ước lượng là khoảng 75%, nếu bạn nói thận trọng bạn có thể tính là 80% con số đó đến từ carbon hydrate. Thì bạn thấy là ví dụ một người 60 cân, ví dụ giờ sắp xỉ mình là khoảng 60 cân thì mình sẽ tiêu thụ khoảng 1260 calo và 945 calo trong đó đến từ carbon hydrate. Và mình sẽ có một cái mức dự trữ calo trong cơ thể của chúng ta cũng thuộc theo trọng lượng cơ thể của bạn. Cái này thì nó tương đối về toán học,
mình lấy đây là con số trung bình lượng carb được lưu trữ trong cơ thể dưới dạng glycogen. Đây là lượng glycogen hay lượng calo trung bình chúng ta có khả năng lưu trữ trong cơ thể, mình tính cho các vận động viên ở mức trung bình. Tuy nhiên một số vận động viên đỉnh cao thì họ có khả năng lưu trữ cao hơn rất là nhiều. Chúng ta đã biết lượng calo tiêu thụ rồi, vậy chúng ta cần biết là chúng ta đang lưu trữ bao nhiêu carb trong cơ thể. Nếu mà bạn lưu trữ lớn hơn cái lượng bạn tiêu thụ thì rõ ràng là cơ thể có khả năng chịu đựng được, nhưng nếu mà cơ thể lưu trữ ít hơn thì rõ ràng bạn sẽ bị đụng tường khi chạy marathon. Nếu bạn chạy 21 km thì bạn sẽ thấy rằng cái lượng, cái cột màu xanh là cái lượng dự trữ và cột màu cam là cái lượng bạn tiêu thụ, thì rõ ràng cột màu xanh bạn sẽ thấy là luôn luôn lớn hơn cột màu cam. Nên do đó bạn có thể hiểu rằng đối với cái người giải chạy 21 km bạn hoàn toàn có thể không cần đến gel trong quá trình chạy bộ. Tuy nhiên có một điều rằng đây là cái khả năng lưu trữ tối đa của bạn. Ví dụ như là một ngày trước đó bạn đói, bạn không ăn đầy đủ thì cái lượng carb trong cơ thể của bạn cũng sẽ không được đạt mức tối đa như này. Nên là chúng ta sẽ thường có khái niệm là lạp carb đó, tức là trong trước những ngày giải đấu bạn cần phải ăn thật nhiều để tích lũy được cái khả năng tối đa carb ở trong cơ thể. Cái điều thứ hai cũng rất là quan trọng, rất nhiều cái nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng nếu cái lượng carb trong cơ thể của bạn tụt dưới 50% thì cái hiệu suất vận động ở cường độ cao của bạn sẽ bị suy giảm cách đáng kể. Tức là nếu bạn để cái lượng carb, ví dụ như là mình đi là 60 kg, nếu mình có lưu trữ là 1392 calo carb, nếu mà mình tụt xuống dưới 700 calo carb thì cái khả năng vận động của mình bị suy giảm đáng kể. Do đó có lời khuyên là bạn nên nạp năng lượng trong cơ thể để nó duy trì cái mức năng lượng carb ở trên cái ngưỡng một nửa của nó. Khi chúng ta tụt xuống sâu ấy thì các bạn sẽ thấy hiện tượng gọi là tụt đường huyết, chính là chúng ta đẩy cái lượng đường huyết, lượng carb trong cơ thể chúng ta tiêu thụ một cách quá lớn, làm cho nó dưới cái ngưỡng mà cơ thể nó mong muốn. Nếu bạn có mục tiêu nạp cho cơ thể chúng ta luôn luôn trên 50% cái lượng carb trữ thì bạn sẽ ra cái cột F là cái lượng calo bạn cần nạp. Một số anh em sẽ hỏi là mình nạp bao nhiêu gói gel, bao nhiêu gói, thì phụ thuộc vào cái gói bạn dùng là gì. Thì mình lấy con số trung bình ở đây đi. Nếu mình giả định con số trung bình là 100 calo thì đối với các bạn dưới 50 kg thì bạn nạp cần 2 gói. Đối với các bạn từ 50 kg tới 70 kg bạn cần nạp 3 gói gel khi chạy 21 km. Còn nếu bạn trên 70 kg thì bạn nên nạp 4 gói gel. Thì khi đó chúng ta sẽ giúp cho cơ thể luôn luôn duy trì được cái mức calo trên cái mức một nửa của nó, thì làm cho cái khả năng vận động, hiệu suất vận động của bạn sẽ đạt được thành tích tốt nhất. Như vậy thì câu trả lời cho các anh em chạy 21 km, nếu anh em muốn đạt thành tích tốt, duy trì cái thể trạng tốt trong suốt cuộc đua thì nếu dưới 50 kg anh em chỉ cần nạp 2 gói gel. Nếu anh em từ 50 kg tới 70 kg chúng ta nên nạp 3 gói gel, và trên 70 kg chúng ta nạp 4 gói gel. Còn nếu trong trường hợp bạn chỉ muốn fun run, bạn muốn chạy nhẹ nhàng, cái mức tiêu thụ của calo từ carb sẽ giảm đi rất là nhiều, do đó bạn hoàn toàn có thể là không cần nạp gel trong quá trình chạy 21 km nếu bạn không có một mục tiêu cụ thể nào đó. Nếu bạn đang chuẩn bị cho một cuộc đua sắp tới hay đang trong quá trình chuẩn bị dinh dưỡng cho mình thì hãy liên hệ ngay với Linh về Happy Run để mình và đội ngũ hỗ trợ bạn lựa chọn cho mình dinh dưỡng phù hợp nhất cho cuộc đua.